Bà Dân, Long An xin mến chào quý bà con thân thương. Kính chúc toàn thể quý bà con có một buổi tối ngày, đó là ngày mẹ, mùng 7 tháng 9 năm 2024. Thật là dồi dào sức khỏe, nhiều niềm vui và nhiều tài lộc đến với tất cả quý bà con. Thì ngày qua Long An đã gửi đến tất cả quý bà con với ba lô đầu đuôi, đó là cặp 39 và 93. Bát càng siêu chủ là 539, 393 và 893. Thì ngày hôm nay chúng ta đã chiến thắng rực rỡ cho tất cả quý bà con ở ngày hôm nay. Chiến thắng giòn giả cho tất cả quý bà con với 93 đầu đuôi miền Nam, ba càng 893 cho tất cả quý bà con miền Nam ở ngày hôm nay. Miền Nam ngày hôm nay rực rỡ cho tất cả quý con chiến thắng đầu đuôi đài thành phố, chiến thắng ba càng 893 và đài Hậu Giang 893 cho tất cả quý bà con ở ngày hôm nay. Chiến thắng rực rỡ đài thành phố Hồ Chí Minh, chiến thắng 93 đầu đuôi này, chiến thắng 893 ba càng, hai ba càng 893. Xin chúc mừng tất cả quý bà con miền Nam. Ngày hôm nay chúng ta lại tiếp tục rực rỡ cho tất cả quý con chiến thắng đầu đuôi và chiến thắng ba càng. Ngày hôm qua chúng ta chiến thắng được 7997 này. Ngày hôm qua chiến thắng đầu đuôi 7997 ở miền Nam và miền Bắc, thì ngày hôm nay chúng ta chiến thắng được miền Nam và miền Trung. Ngày hôm nay quá là tuyệt vời cho tất cả quý bà con ở ngày hôm nay. Xin chúc mừng tất cả mọi người, ngày hôm nay chúng ta đã rực rỡ thành công. Miền Trung thì chúng ta chiến thắng ba càng 239 này và 439 cho tất cả quý bà con ở ngày hôm nay. Ở chúng ta đã có lộc lớn cho tất cả quý bà con ở ngày hôm nay quý con nhé. 439 và 239 cho tất cả quý bà con ở ngày hôm nay. Xin chúc mừng tất cả quý bà con ngày hôm nay, chúng ta đã rực rỡ thành công, may mắn cho tất cả mọi người ở ngày hôm nay quý con nhé. Chiến thắng rực rỡ cho tất cả quý bà con với 3993. Đó, quá là tuyệt vời cho tất cả quý bà con ngày hôm nay. Và quý con nào ngày hôm nay rực rỡ với cặp 3993 miền Nam, chiến thắng đầu đuôi 93 đài thành phố, cũng như ba càng 893, cũng như miền Trung chiến thắng cả cặp 3993, thì con miền Trung chiến thắng 392 nháy, thì cho Lộc An một nút like và nhớ đăng ký kênh để kênh càng ngày càng phát triển, để kênh càng ngày càng lớn mạnh. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Những lượt like của tất cả quý con đó là nguồn động lực to lớn để Lộc An hoàn thiện mình và tìm ra những con số nó chuẩn, chính xác, tỷ lệ chiến thắng cao để gửi đến tất cả quý bà con. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Và ngày hôm nay Lộc An xin cảm ơn những lượt like và lượt đăng ký kênh của tất cả quý con ngày hôm nay. Xin cảm ơn những lượt like, lượt đăng ký kênh, những lượt bình luận của tất cả quý bà con. Ngày hôm nay đã có một sự may mắn và sự chiến thắng lớn cho tất cả quý con. Thì ngày hôm nay Lộc An cũng rất là vui, ngày hôm nay chúng ta đã có lộc cho tất cả quý bà con ở ngày hôm nay với cặp 3993. Và trên Zalo cũng chiến thắng rực rỡ cho tất cả quý bà con ở miền Nam và miền Bắc cho tất cả quý bà con ở ngày hôm nay. Miền Trung thì ngày hôm nay chúng ta cũng rực rỡ cho tất cả quý con. Ngày hôm nay chúng ta chiến thắng cả ba miền Bắc Trung Nam trên Zalo Lộc An. Thì quý con nào mà đang xa bờ, đang thua tha, đang nợ nần, muốn đi bờ, quý con hãy nhanh tay kết bạn với Zalo Lộc An để nhận con số chuẩn, số chắc vào ngày mai quý con nhé. Zalo Lộc An là chốt số miễn phí, quý con chỉ cần ấn vào đường link. Chúng ta ấn vào đường link và sau đó nó sẽ hiện ra cái dòng chữ, đó là chữ Chrome, Google và Safari. Thì quý con nào mà ấn vào Chrome là quý con dùng Samsung hay Oppo, quý con nào dùng iPhone hoặc iPad thì quý con ấn vào chữ Safari. Thì khi chúng ta ấn vào thì nó cũng sẽ hiện ra cái chữ tham gia như thế này. Thì quý con chỉ ấn vào chữ tham gia là sẽ vào Zalo Lộc An. Và khi vào Zalo Lộc An thì Lộc An sẽ tư vấn cho cách chơi, cách vào tiền, cách ghép càng và gửi đến tất cả quý bà con những con số nó chuẩn nhất, tỷ lệ chiến thắng cao nhất mà chỉ một đài một miền, miền Trung, miền Nam, miền Bắc. Ở trên kênh là Lộc Trung, Lộc ba miền ba đài, còn trên Zalo là chỉ một đài một miền thôi. Ngày mai miền Nam, ngày chủ nhật thì miền Nam chúng ta có ba đài, miền Trung chúng ta có ba đài. Thì quý bà con chơi đài nào, chơi miền nào, vào nhắn tin Lộc An, Lộc An sẽ tư vấn gửi số miễn phí cho tất cả quý bà con để quý bà con có thể chiến thắng và chiến thắng rực rỡ. Xin cảm ơn tất cả mọi người đã yêu mến và đồng hành cùng Lộc An và hy vọng rằng chúng ta sẽ tiếp tục nối màn thông cho tất cả quý bà con ở trên kênh. Ngày hôm qua chiến thắng được 7997, thì ngày hôm nay chúng ta tiếp tục chiến thắng đầu đuôi ba càng cho tất cả quý bà con ở ngày hôm nay. Chiến thắng 3993 và ba càng 893, hai ba càng 893. Đó là một sự may mắn lớn cho tất cả quý bà con miền Nam cũng như miền Trung. Xin chúc mừng tất cả mọi người. Và quý bà con miền Bắc chú ý ngày mai cái cặp 3993 này, có thể ngày mai nó sẽ nổ cho tất cả quý bà con. Thì quý con cân nhắc có thể là theo một ngày nữa cho Lộc An ở ngày mai, đó là cặp 3993 quý con nhé. Đó là hy vọng thì chúng ta sẽ có lộc lớn cho tất cả quý bà con ở ngày hôm nay. Còn về miền đó là
miền Trung thì ngày hôm nay cũng được rực rỡ rồi, và trên Zalo thì cũng đã rực rỡ cho tất cả quý con. Thì quý con nào mà đang xa bờ, đang thua tha nợ nần, quý con cứ vào Zalo Lộc An, Lộc An sẽ chốt số miễn phí cho tất cả quý bà con. Quý con chú ý nhé, Zalo Lộc An là chốt số miễn phí. Mọi Zalo mà bảo là Lộc An mà thu phí thì đó không phải là Lộc An. Thì có một số là cái tin nhắn là ở dưới phần bình luận là người ta bình luận cái Zalo của người ta, nhưng mà đó không phải là Zalo Lộc An quý con nhé. Lộc An chỉ gửi đường link Zalo chứ không phải số Zalo. Quý con chỉ có ấn vào đường link này. Đó, những cái lượt bình luận ở dưới phía dưới mà có Zalo như thế này thì đó không phải là Zalo Lộc An. Quý con phải chú ý nhé. Đó, quý con nhớ là quý con nhớ nha. Nên là quý con cân nhắc. Quý con vào Zalo Lộc An là Lộc An sẽ tư vấn cho cách chơi này, cách giao tiền, cách ghép càng, và gửi đến tất cả quý con những con số nó chuẩn nhất, tỷ lệ chơi rất cao, thì gửi đến tất cả quý con mà chỉ một đài một miền thôi. Trên kênh là Lộc Trung, Lộc Ba Miền, Ba Đài, và trên Zalo là chỉ một đài một miền. Ngày hôm nay trên Zalo Lộc An là chiến thắng cho tất cả quý bà con ở ngày hôm nay. Chiến thắng rực rỡ cho tất cả quý bà con. Miền Nam chiến thắng rực rỡ cho tất cả quý bà con ở ngày hôm nay. Chúng ta có chiến thắng rực rỡ ở Paulo là con bạch tại thành phố Hồ Chí Minh, bạch thủ này. Bạch thủ cho tất cả quý bà con ở miền Nam ngày hôm nay, con bạch thủ đó là bạch thủ 95 cho tất cả quý bà con ở ngày hôm nay. Xiên là 95 và 69 cho tất cả quý bà con, và đầu đuôi đó là 39.3. Chỉ có hai số đầu đuôi 39.3 cho tất cả quý bà con thôi. Đây, bạch thủ 95 đại thành phố này, xiên là 95-69 và đầu đuôi đó là 39.3. Đường cầu này là đường cầu song thủ đầu đuôi, đường cầu quá là đẹp cho tất cả quý bà con luôn. Thì có thể là có một số quý bà con biết được đường cầu này, nếu như quý bà con theo dõi thì có thể là biết đường cầu này. Đây chúng ta có này, 2 ghép 6 là 26 số 2 này. Ừ, chúng ta lấy giải 4 quý con nhé. Giải 4.2 con đầu tiên và giải 6.1 con thứ đó là con thứ 3. Thì chúng ta 2 ghép 6 với 26 số 2 này. Đầu đuôi 26 này. 5 ghép 8 với 5885 chiến thắng với con 85 này. Thì ngày hôm nay này 3 ghép 9 chúng ta có 3993 này. Chiến thắng song thủ đặc biệt đầu đuôi này. 3993 tại thành phố cho tất cả quý bà con này. Đó, chỉ có hai số thôi quý con. Được cầu quá là đẹp luôn cho tất cả quý con. Ăn được 2 tuần rồi và ngày hôm nay là tuần thứ 3 cho tất cả quý bà con. Đó, song thủ đặc biệt. Thường thường cái đường cầu song thủ thì nó rất là hiếm, nhưng mà ngày hôm nay chúng ta có rực rỡ. Thường nó phải có 4 số hoặc là 6 số, thì ngày hôm nay chúng ta chỉ có 2 số thôi. 2 số đặc biệt đầu đuôi 3993 cho tất cả quý con đây. 5885 chiến thắng 85 này. 2662 này. Đó là quen quay sát lại cho quý con. 2662 chiến thắng 26 này. 5885 chiến thắng này 85 này. 3993 chiến thắng 3993 này. Đó, quá là tuyệt vời cho tất cả quý bà con ngày hôm nay. Xin chúc mừng tất cả quý bà con ngày hôm nay trên Zalo miền Nam rực rỡ 3993 giòn giải cho tất cả quý bà con ở ngày hôm nay. Một cách là quá là may mắn cho tất cả quý bà con ở trên Zalo Lộc An cũng như trên kênh ngày hôm nay với cặp 3993. Còn về miền Trung, miền Trung thì ngày hôm nay chúng ta cũng đã chiến thắng cho tất cả quý con ở ngày hôm nay. Miền Trung, Đài Đà Nẵng, chúng ta chiến thắng con bạch thủ đó là con bạch thủ 19, xiên là 19 và 73, và đầu đuôi đó là 5665 và 0110. Thì ngày hôm nay chúng ta cũng đã chiến thắng cho tất cả quý con với con 19 này, xiên là 1973, Đài Đà Nẵng này, chúng ta chiến thắng con 56 này, có 5665 đầu đuôi đặc biệt và 0110. Ngày hôm nay chiến thắng được rồi cho tất cả quý con 1991 này, 73, 5665, đó là đài miền Trung. Xin chúc mừng tất cả quý con miền Trung ngày hôm nay rực rỡ thành công, may mắn cho tất cả quý con ngày hôm nay. Còn về miền Bắc thì ngày hôm nay chúng ta cũng rực rỡ cho tất cả quý con với con bạch thủ là 24, xiên là 24 và 55, kép 55 và đầu đuôi đặc biệt đó là 1441 và 6446, lốc đó là 6996 cho tất cả quý bà con ở ngày hôm nay. Bộ 14 quý con nhé, 6446 cho tất cả quý con. Bạch thủ là 24 vào lô này, xiên là 2455 và đầu đuôi đặc biệt đó là 4664 và 1441. Đó, bộ 14 ngày hôm nay, bộ 14 là quá là tuyệt vời cho tất cả quý con luôn. Cái đường cầu này đó, chúng ta là có được bạn đặc biệt, đó là bạn biệt tháng quý con nhé. Đây, 74 là bộ 24 chiến thắng 79 này, 08 là chiến thắng 53 là bộ 03 này, 19 là bộ 14 chiến thắng 69 này, và ngày hôm nay tiếp tục là bộ 14
141 và 646 cho tất cả quý bà con ở ngày hôm nay. Đó, chúng ta là có lộc cho tất cả quý bà con ngày hôm nay. Đúng không ạ? 141 này. Đó, quý bà con nào miền Bắc thì có thể hiểu được cái bộ, nhưng mà quý bà con miền Nam thì không hiểu. Nhưng mà chúng ta đã chiến thắng cho tất cả quý bà con ngày hôm nay. Đó, đường cầu quá là đẹp luôn quý bà con. Đường cầu quá là đẹp luôn cho tất cả quý bà con ngày hôm nay. Và là tổng 05. Đấy, tổng 05 và đầu 678. Đấy. Thì chúng ta là có lộc cho tất cả quý bà con ngày hôm nay. Quá là tuyệt vời cho tất cả quý bà con. Chúng ta đã có một ngày lộc lớn, chiến thắng rực rỡ cho tất cả quý bà con ngày hôm nay. Xin chúc mừng tất cả quý bà con ngày hôm nay. Chúng ta làm có một ngày rực rỡ ở trên kênh cũng như trên Zalo Lộc An. Và hy vọng rằng ngày mai chúng ta sẽ tiếp tục rực rỡ và thành công. May mắn cho tất cả quý bà con vào ngày mai quý bà con nhé. Và ngày mai là ngày 8 tháng 9 năm 2024 thì Lộc An xin gửi đến tất cả quý bà con với ba lô đầu đuôi đó cặp 29 và 92. Bát càng siêu chủ là 329, 829 và 792 cho tất cả quý bà con vào ngày mai quý bà con nhé. Hy vọng rằng ngày mai chúng ta sẽ rực rỡ thành công, may mắn cho tất cả quý bà con vào ngày mai. Chiến thắng dọn dạ cho tất cả quý bà con với cặp 2992. Ba càng siêu chủ là 329, 829 và 792. Cả ba miền Bắc Trung Nam cho tất cả mọi người. Thì quý con cảm thấy kết thì chúng ta theo, còn không chúng ta dừng với tham khảo. Ở trên kênh thì Lộc An nói tất cả quý con rồi, chúng ta chơi nhỏ nhẹ, chơi tham khảo thôi. Còn quý con nào muốn chơi to cốt lớn thì cứ vào Zalo Lộc An để nhận số chuẩn số chắc. Ngày hôm nay trên Zalo là chiến thắng rực rỡ cho tất cả quý con cả ba miền Bắc Trung Nam. Thì cái phương thức để chúng ta vào Zalo Lộc An thì nó khá là đơn giản. Quý bà con chỉ cần là ở ngoài đường link dưới cái phần bình luận này. Quý bà con chỉ ấn vào đường link dưới phần bình luận, quý con ấn vào. Và khi chúng ta ấn vào thì nó sẽ hiện ra cái dòng chữ đó là chữ tham gia màu xanh. Nó sẽ hiện ra cái chữ đó là chữ tham gia màu xanh. Thì quý con chỉ ấn vào chữ tham gia là sẽ vào Zalo Lộc An. Còn quý con nào mà dùng điện thoại như iPhone thì quý con ấn vào đường link. Chúng ta ấn vào đường link và sau đó nó sẽ hiện ra cái chữ đó là chôm Google và Safari. Chôm Google và Safari thì quý con chỉ ấn vào chữ Safari nếu như quý con nào dùng iPhone, còn quý con nào mà dùng đó là điện thoại Samsung hay Oppo, quý con ấn vào chữ chôm. Đó, khi chúng ta ấn vào thì nó sẽ hiện ra cái chữ tham gia như thế này. Thì quý con nhớ vào chữ tham gia là sẽ vào Zalo Lộc An. Và khi vào Zalo Lộc An thì Lộc An sẽ gửi số miễn phí cho tất cả quý con. Lộc An là Zalo là nói không với thu phí, không xin lộc. Lộc An chỉ xin quý bà con xem video Lộc An, cho Lộc An những lượt like và lượt đăng ký kênh để Lộc An càng ngày càng, để kênh càng ngày càng phát triển, để kênh càng ngày càng lớn mạnh thôi. Lộc An mong muốn ngày nào chúng ta cùng rực rỡ, ngày nào chúng ta cùng thành công và may mắn. Ngày hôm nay chiến thắng 3993, chiến thắng 3893 quá là tuyệt vời cho tất cả quý bà con ở ngày hôm nay. Ngày hôm qua chiến thắng 7997, chiến thắng đầu đuôi cho tất cả quý bà con ở miền Nam và miền Bắc cho tất cả quý bà con. Thì ngày hôm nay chúng ta lại tiếp tục chiến thắng ở miền Nam và miền Trung. Đặc biệt là miền Nam chiến thắng Bạc Cảng 893, chiến thắng đầu đuôi 93. Thì ngày mai chúng ta sẽ hy vọng rằng ngày mai cặp 2992 này thì chúng ta sẽ chiến thắng cả đầu đuôi Bạc Cảng siêu chủ cho tất cả quý bà con. Hy vọng chúng ta sẽ nối mạnh ăn thông cho tất cả quý bà con vào ngày mai để chúng ta có sự có một ngày lộc lớn cho tất cả quý bà con vào ngày mai quý bà con nhé. Hy vọng ngày mai chúng ta sẽ rực rỡ thành công, may mắn cho tất cả quý bà con. Và ngày mai Lộc An nói tất cả quý bà con rồi là cứ thứ bảy và chủ nhật thì thường thường những cái đường cầu về vào ngày cuối quý con nhé, thường thường những cái đường cầu về ngày cuối thì thường thường nó sẽ có cái sự may mắn và sự chiến thắng cho tất cả quý bà con. Nên quý con hãy nhanh tay kết bạn với Zalo Lộc An. Trên Zalo Lộc An là chỉ chốt từng đài từng miền thôi. Ngày mai miền Nam chúng ta có Tiền Giang, Kiên Giang, Đà Lạt, miền Trung thì chúng ta có Thừa Thiên Huế, Khánh Hòa, Kon Tum. Thì quý bà con chơi đài nào, chơi miền nào vào nhắn tin Lộc An sẽ tư vấn và gửi số miễn phí cho tất cả quý bà con để quý con thì chiến thắng và chiến thắng rực rỡ. Mong rằng ngày mai chúng ta sẽ may mắn hơn, rực rỡ hơn và thành công hơn cho tất cả quý bà con ngày 8 tháng 9 năm 2024. Xin chúc cho toàn thể đại đại gia đình quý bà con luôn luôn là may mắn, phát lộc phát tài, đắc lộc, đắc bình an. Và nhớ rằng xem video Lộc An hay ủng hộ cho Lộc An, dù chúng ta có lộc lớn lộc nhỏ, dù chúng ta chiến thắng miền nào đi chăng nữa thì hãy cho Lộc An những lượt like và lượt đăng ký kênh và chia sẻ cho Lộc An và cho Lộc An những lượt bình luận. Bởi vì Lộc An chốt số là miễn phí, trên Zalo cũng miễn phí và trên kênh cũng miễn phí. Nên mong quý bà con hãy luôn luôn ủng hộ và đồng hành cùng Lộc An. Lộc An mong muốn rằng ngày nào chúng ta rực rỡ, ngày nào chúng ta chiến thắng được bao lô đầu đuôi ba càng siêu chủ để cho tất cả quý bà con nào đang thua tha, đang nợ nần mà đã đi rất nhiều kênh rồi mà không có
tiền để đóng phí cũng như là không có tiền để chơi, để trang trải thì vào kênh của Lộc An cũng như vào Zalo Lộc An để chúng ta có sự may mắn và sự chiến thắng. Xin cảm ơn tất cả mọi người đã yêu mến và đồng hành cùng Lộc An. Và phía còn nhớ ngày mai trên Gia Lộc An vẫn có những được cầu đầu đuôi ba càng sự chủ xuyên đá gửi đến tất cả quý bà con, nên quý con chú ý nhé. Để trên Zalo Lộc An là có sự khác biệt quý con ạ. Lộc An chỉ chúc từng đài từng miền thôi, nên là cái tỷ lệ chiến thắng nó khá là cao cho tất cả quý bà con. Đây quý con, đây cái đường cầu 3993 miền Nam này, đường cầu song thủ đạo đầu đuôi quá là tuyệt vời luôn. 2662 chiến 266 8558 chiến thắng 85 3993 chiến thắng 3993 ngày hôm nay quá là tuyệt vời. Miền Nam, miền Bắc cũng vậy, bộ 14 chiến thắng rực rỡ 141 và 646 cho tất cả quý bà con ngày hôm nay quá là tuyệt vời. Không thể có một ngày tuyệt vời hơn ở ngày hôm nay đó. Xin chúc mừng tất cả quý con và hy vọng rằng ngày mai chúng ta sẽ tiếp tục rực rỡ và thành công. Chúc cho toàn thể quý con ngày mai sẽ may mắn phát lộc phát tài, cầu tài đặc tài, cầu lộc được lộc, ước gì được đó, chơi gì thắng đó, chơi lớn thắng lớn, chơi bé thắng bé. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý bà con vào ngày mai.